đáng sợ nhất á là trường hợp dì sắc. Dì sắc? Nhưng mà không sao đâu, em cứ bình tĩnh đi. Nếu mà tụi mình tìm được bé Nhi sớm á thì vẫn còn cơ hội em. Nhưng mà em đã đi tới những nơi nào mà Nhi có thể đến? Em hỏi thăm á thì không ai gặp bé Nhi hết á. Vậy thì nó đi đâu và làm gì chứ? Không lẽ nó lại tan trong không khí vậy sao? Không, không phải là nó tan biến đi đâu hết á, mà là nó chỉ đi đến đâu thôi. Và từ từ rồi tụi mình sẽ tìm được nó mà em. À, hồi nãy á chị có để ý tập vở của bé Nhi á rất là gọn gàng ngăn nắp, chứng tỏ là bé Nhi á rất là cẩn thận. Nhưng mà tại sao á chị lại thấy có một cuốn sách cũ kỹ và bị vẽ bậy ở trong đây nữa?